Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh, làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ? Một người nói, bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ. Người khác nói, bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất. Kẻ khác lại nói, bắt đầu tìm từ điểm cao nhất. Đáp án huấn luyện viên đưa ra là, làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia. Bài học làm người rút ra. Hóa ra phương pháp để đạt mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.